Thưa quý vị, sau khi nhận được công điện của tổ chức cảnh sát hình sự quốc tế Interpol cảnh báo về việc hàng trăm trẻ em tử vong hoặc bị tổn thương thận cấp tính sau khi sử dụng 14 sản phẩm siroho bị cấm ở một số quốc gia. Mới đây Bộ Y tế đã có văn bản gửi Sở Y tế các tỉnh thành phố, cơ sở khám chữa bệnh cảnh báo đối với một số sản phẩm siroho bị cấm sử dụng. Cụ thể, Bộ Y tế nêu rõ theo thông tin từ Interpol, các sản phẩm này được sản xuất tại Ấn Độ và Indonesia có chứa diethylen có thể dẫn tới tổn thương sức khỏe nghiêm trọng hoặc tử vong cho người sử dụng. Theo giả soát của Cục Quản lý Dược Bộ Y tế, 14 sản phẩm này chưa được cấp giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam và cũng chưa được cấp giấy phép nhập khẩu vào Việt Nam. Để đảm bảo an toàn cho người sử dụng, Bộ Y tế đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các cơ sở khám chữa bệnh trực thuộc Bộ Y tế khẩn trương phổ biến, thông báo cho các cơ sở y tế, cơ sở dược trên địa bàn, các khoa phòng tại đơn vị biết về 14 sản phẩm Zero Ho để khuyến cáo về tác hại hại nghiêm trọng nếu sử dụng sản phẩm và nghiêm cấm sử dụng. Đồng thời tăng cường tuyên truyền trên địa bàn và tại các đơn vị về việc không sử dụng các thuốc không được cấp phép lưu hành, không rõ nguồn gốc xuất xứ. Sở Y tế các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương tiến hành thanh tra kiểm tra tại các cơ sở kinh doanh dược, việc lưu hành các sản phẩm này nói riêng và các thuốc không có nguồn gốc xuất xứ chưa được cấp phép lưu hành nói chung trên thị trường bộ y tế lưu ý trường hợp phát hiện các sản phẩm này có lưu hành tiến hành thu hồi tiêu hủy và xử lý vi phạm đối với các cơ sở kinh doanh dược theo quy định tránh gây hại cho người sử dụng